Vâng, Đà Nẵng dành tình cảm đặc biệt cho du khách, thì ngay lúc này cả nước cũng đang hướng về Đà Nẵng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đang được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các tổ chức cá nhân đều hành động chung tay giúp Đà Nẵng chống dịch. Có những việc làm nhỏ nhưng lan tỏa ý nghĩa cao đẹp, góp phần cổ vũ tinh thần để toàn dân chung tay đẩy lùi Covid-19. Thì ghi nhận sau đây sẽ được thực hiện ở phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu. Hơn 40 hộ dân tại tổ 10, phường Hòa Thuận Đông nằm trong khu vực bị cách ly do có trường hợp mắc Covid-19, nên người dân nơi đây tạm thời không được ra ngoài. Các cán bộ công an phường đã đi gõ cửa từng nhà để trao quà và đồng thời hỏi thăm động viên người dân thực hiện nghiêm việc cách ly để cùng nhau chống dịch Covid-19. Thực hiện nguyên cái việc phong tỏa ở tại nhà, không tiếp xúc với người ngoài cũng như đi ra khỏi xóm. Thì tình hình đó thì đến nay thì đã được mặt trận rồi ủy ban nhân phường rồi cùng tất cả các nhà hảo tâm đến đã cũng đã có cái sự mà quan tâm chăm sóc rồi phát cái mì tôm cũng như là các cái nhu yếu phẩm cần thiết. Tôi thay mặt dân rất là cảm ơn. Tôi cũng già rồi, tới mấy tuổi rồi, thì cũng nhờ địa phương giúp đỡ dùm cho tôi cái kia được rồi, tôi nhờ mấy rồi. Tôi cũng cảm ơn phường đó rồi. Bọn em thì cũng nằm trong khu vực được bị phong tỏa, được nhận quà của bên phường thì bọn em cảm thấy rất là cảm ơn bên phường đã quan tâm. Hơn 400 phần quà cùng các nhu yếu phẩm như trứng, gạo, dầu ăn và mì tôm đã được trao cho các hộ dân trong khu cách ly, người nghèo, sinh viên gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những phần quà được vận động từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ. Món quà tuy nhỏ nhưng góp phần hỗ trợ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục duy trì cuộc sống trong những ngày cách ly xã hội, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Một số mạnh thường quân vận động đi bằng phường thì có một số lương thực thực phẩm gồm gạo, mì tôm, dầu ăn và trứng. Thì rồi qua cái phối hợp với mặt trận thì cũng đã phát hết các hộ dân trên cái khu vực K26 Duy Tân. Nhằm mục đích là để ổn định tình hình dân cư, yên tâm cách ly trong khu vực, không hoang mang dao động, để hỗ trợ cho cơ quan chức năng trong việc cách ly và xét nghiệm và dập dịch Covid-19. Trong thời điểm khó khăn của đại dịch, tình người đã và đang được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể. Cùng những đóng góp về sức người, sức của, có không ít hành động, việc làm mang thông điệp tích cực được lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức và tinh thần của cả cộng đồng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thực tế thì đây cũng chỉ là một vài trong số những câu chuyện về sự sẻ chia trong đợt dịch này. Muốn không ai bị bỏ lại ở phía sau thì những bàn tay giúp đỡ nhau vào lúc này là vô cùng cần thiết. Vâng, và đó cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh và ý chí Việt Nam từ bao đời nay. Và tin tưởng rằng đó sẽ là sức mạnh lớn lao để Đà Nẵng cùng cả nước vượt qua dịch bệnh dù chặng đường phía trước còn bao thử thách.